Ban Dân vận thành phố Vũng Tàu tổ chức cho đoàn các chức sắc đạo công giáo trên địa bàn tham quan khu công nghiệp dầu khí Long Sơn và khu di tích nhà lớn Long Sơn tại xã Long Sơn. Tham quan khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, đoàn chức sắc công giáo thành phố Vũng Tàu được giới thiệu về dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam với những điểm nhấn như: đây là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, có tổng vốn đầu tư quy mô hơn 5 tỷ đô la Mỹ, dự án sẽ vận hành vào đầu năm 2023. Tại khu di tích nhà lớn Long Sơn, đoàn được tham quan quần thể kiến trúc khu di tích với lầu cấm, nhà thánh, lầu trời, lầu tiên, lầu Phật, nhà hậu và lầu dài. Trong các gian thờ có vô số kỷ vật cổ, đa phần bằng gỗ quý. Đoàn cũng được nghe giới thiệu về đạo ông Trần tác động đến bản sắc văn hóa tại Long Sơn.